Vừa qua, tổng công ty Địa lực miền Bắc EVNMPC tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá ở mức BB, tức là triển vọng tích cực. Xếp hạng tín nhiệm của EVNMPC ngang bằng với xếp hạng quốc gia và xếp hạng của công ty mẹ, tập đoàn Địa lực Việt Nam. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho EVNMPC, tăng cường khả năng huy động tài chính thông qua nhiều nguồn đa dạng hơn, bao gồm thị trường vốn quốc tế và phát hành trái phiếu dài hạn. Theo Fitch Ratings, EVN NPC được xếp hạng tín nhiệm ở mức BB là do vị thế của tổng công ty trong lĩnh vực phân phối điện tại miền Bắc, mạng lưới khách hàng đa dạng và ổn định với khoảng hơn 10 triệu khách hàng, lớn nhất trong các tổng công ty phân phối của EVN. Đánh giá xếp hạng này cũng phản ánh hoạt động ổn định của EVN NPC với tư cách là một đơn vị phân phối thuần túy với vị thế độc quyền tại miền Bắc, trừ Hà Nội, trong lĩnh vực hoạt động của EVN NPC. Theo đại diện EVN NPC, đây là dấu mốc quan trọng, là nền tảng quan trọng để tổng công ty từng bước tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai bằng cách tối ưu hóa cơ cấu vốn và đa dạng hóa nguồn huy động.